Bà bảo này, thì sắp đến sinh nhật rồi, hôm nay bà có món quà tặng con nha. Bà... bí mật nha. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi. Mở mắt ra là... cái gì đây? Cái gì đây các bạn? Cái gì đây đọc quá ra nè. Chúc mừng sinh nhật Thanh Huyền 7 tuổi. Wow, trời, hay nha. Chúc mừng Thanh Huyền 7 tuổi mà ba mới có món quà hay nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra coi cái gì bên trong này nha. Là bác thôi. Bí mật chưa? Ừ. Mình có thích không? Dạ.
Nào bạn búp bê à? Bạn nó còn có cánh với cái mũ đây của con. Dùm lên kia. Bạn đây. Cái bạn này thì sơn. Wow, cái trẻ đẹp thế. Hay này. Hai này sao bóc nha. Còn nữa không? Quá trời, còn kỹ à. Sao ta chơi nha. Rồi. Bỏ cái đuôi ra. Đi tiếp à. Người đang đầu tiên mà lại đây đồ nha. Bộ nào ngáp này đang nhiều lắm, lấy cái khác đi. Cái nào tên thì lấy, lấy thứ tự riêng cái lóc lên đó. Đây thì đây, đây là ô tô chở khách nè, máy bay nè, ô tô nè. Còn sao ta bóc ra xem nhá, cắt đi. Đi ra đây. Còn nữa không? Mấy cổ nè. Đây nữa. Mấy cổ nè. Mấy cậu nè. Quá. Mấy cả nè đây. Thứ tự nè đây. Còn không? Chơi. Đặt lấy một khác đi. Lấy hết à? Hay nhờ. Xíu nhẹ. Xíu nhẹ như cô này. Xe khách đường nào mà ừ.
máy bay. Cái máy bay nhỏ nữa này. Rồi. Mấy cái hộp đồ chơi này. Hộp này để ra. Đây là hộp. Còn hai hộp này cũng có luôn. Hộp này là hộp xếp máy móc nè, ủi nè. Đấy, cho ta chơi ta xem nhá. Đây ta để ở đây trưng bày đó. Đây, máy bay. Vâng, máy bay này. Đây, 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 ta gấp xong. Máy bay phản lực. Có một hộp pin. Hộp pin này để ta chạy đồ chơi. Wow. Cái gì đây? Ô tô. Ô tô hay nhỉ. Quay cô quay 360 rồi à. Cái này bên đây nó xinh nhau như này. Rồi lấy cái khác đi. Ôi trời. Ôi, cái sấu đi cắm với hai và chơi nhá. Còn nữa không? Còn cùng lông. Có nhiều con khủng long đấy nhỉ. Khủng long hai nha. Chưa, con này đẹp đấy. Chưa, hai con khủng long đấy đây nhá. Rồi rồi. Đóng thùng ra đây để con đứng nè. Bye bye. Rồi, xếp vào đây. Chắc như này chọn chơi nhà này thôi. Wow. Sâu. Ô trời ơi. Sâu này không được mở chứ sao quay với mọi người. Hôm nay chỉ là gọi là bóc quà xem thôi nha Giang. Đấy, hôm sau chưa là ta mở nhá. Hôm sau này. À, tao xem sao ta quay ta mở nhá. Nay ta chỉ xem qua thôi nhá. Ừ. Đó, cho bạn này nhá. Có con khủng long. Khủng long này, khủng long sáng ban đêm hả? Sáng ban đêm. Làm hai video sau giới thiệu cho các bạn xem tiếp nha. Nhiều quá, nhiều đồ quá. Wow. Vâng. Wow, có cá nè. Có hai cái cần câu, cả nhiều đồ cá lắm. Cá đằng sau con đi. Rồi, tôi mời hai nha. Ô, một cái kính cũng bê. Thôi để tí nó bỏ ra sao. Có một cái đần tàu. Ờ, xa, mát à. Sao chưa?
bạn nha. Vào đây đi. Còn được không? Lấy ra đi. Sau ta sẽ quay tiếp nha. Bye bye. Bye bye. Bye.